Ok, chào Duy. Duy cho chị hỏi qua một chút về tình hình học tập của em tại Ecop nhé. Vâng. Hiện tại là em đang học của lớp anh chị nào nhỉ? Em là lớp chị Quỳnh của lớp LST1024 ạ. Lớp học lớp chủ chị Quỳnh Trang đúng không? Vâng. Ừ, ok. Thì không biết là trong quá trình học tập với chị Quỳnh Trang thì em cảm nhận như thế nào về giáo viên của mình? Thấy là chị kiểu vui tính và hài hước. Còn gì nữa không? Em thấy thích cái việc làm việc của chị, kiểu thoải mái. Ok, thế còn có thể chia sẻ thêm cho chị một chút về cái sự tiến bộ của em trong quá trình học tập của mình được không? Em học lại thì trình độ em cũng nói được, viết được nhiều từ hơn. Ok, rồi thì chị cảm ơn Tú nhá. Ok. Ok, cảm ơn em.